Sầu riêng Đông Nam Bộ đang bước vào thời kỳ ra hoa đầu trái. Nhà vườn cần chú ý điều gì trong kỹ thuật xử lý ra hoa để cây sầu riêng kết trái thành công? Những nội dung này sẽ có trong chương trình Canh tác thông minh phát sóng ngày 3 tháng 3 năm 2024 với phần tư vấn cụ thể của giáo sư tiến sĩ Nguyễn Bảo Vệ. Phân bón đầu châu, bạn đồng hành của nhà nông.